Hello, xin chào các bạn, mình là Không Tokyo đây. Hôm nay thì mình lại có một ngày cụ mới của Adidas dành cho các bạn và fan bóng đá. Đây là một đôi giày khá là mới và khá là hot trong thời gian gần đây. Đó là đôi Predator 20.3 TF. Đây là một trong những phiên bản mà mình đánh giá là nó có sức hút rất lớn trong năm vừa rồi. Trong năm nay, tức là năm 2020, một bóng mới 2020 mà. Thì tuy rằng đây là cái phiên bản 20.3, một cái phiên bản tầm trung, nhưng mà nó vẫn có những cái hơi hướng thiết kế của những mẫu cao cấp như là 20.1, 20 cộng. Ok, về mặt thiết kế thì nó vẫn giữ được một chút gì đó những cái gai của người nhện, những cái vân bám của người nhện, nhưng mà nó không được gọi là nhô cao một cách hầm hố như đôi giày 20 cộng. Thì đây là một cái điều mới trong thiết kế Predator so với phiên bản của năm ngoái, thì đây là một cái sự thay đổi khá là lớn của Adidas dành cho phiên bản Predator này. Cái phiên bản mình có trên tay ngày hôm nay đó là cái phiên bản cổ thấp. Nhiều người lại thích cổ gấp, nhưng mà có một số người lại thích cổ cao. Đấy. Mặc dù là nó không có lưỡi gà, nhưng mà nó vẫn được trang bị cái phần đế dây này. Đấy. Cái phần đế của nó thì khá là chắc chắn các bạn ạ. Cái đinh này thì nó đã có một chút khác biệt so với phiên bản cũ, là những cái gai này nó đã làm nhô lên một chút, gần giống như những cái phiên bản AG. Mặc dù phân là AG thì gai nó sẽ ít hơn và nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà cái gai này mình nghĩ là cải thiện cho cái việc bạn đá được nhiều môi trường cỏ nhân tạo hơn, thậm chí là cỏ tốt thì vẫn đá thoải mái. Cái phần đế ở phía sau này thì dưới là cao su, bên trên là lớp xốp khá là chắc chắn. Đấy, phần sau là được hỗ trợ bởi một cái miếng da tổng hợp này. Mình đánh giá rằng là cái phần upper trên này có độ bám cực kỳ tốt các bạn ạ. Khi mình chạm tay vào đây thì cảm giác khá là zip. Hứa hẹn là khi mà các bạn tiếp xúc với bóng thì khá là bám bóng các bạn ạ. Ở bên trên này có cái dòng chữ là Demon's Case. Đây là một cái lớp phủ mới mà Adidas mới ấy. Nghiên cứu ra và áp dụng trên dòng Predator này. Bên trong là cái biểu tượng là logo Tango với cái ký hiệu là 20.3, ý là cái dòng mà dòng tầm trung. Ok, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn cái đôi giày này nhá. Về mức giá hiện tại của đôi giày này cực kỳ dễ để cho các bạn tiếp cận. Nó có giá khoảng 1.150.000 thôi, cực kỳ rẻ. Sau khi mình đăng cái video này thì nó còn khoảng một vài ngày để sale nữa, các bạn nhanh tay mà order những cái đôi giày chính hãng của Adidas nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn về cái đôi giày này. Ok, xin cảm ơn các bạn. Mình là Công Tokyo. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu muốn order những đôi giày chính hãng của Adidas, của Nike vân vân, thì có thể liên hệ với mình theo cái đường link mô tả bên dưới. Mình là Công Tokyo. Xin cảm ơn các bạn.